Đây thì cháu nhặt hôm nay cháu mới thành em trai cháu nhặt được tiền của bác này. Thì cháu trả lại bác. Tôi cho bác xin nhá. Cảm ơn những cháu mày quá. Bác cảm ơn những cháu nhá. Không, nhà bác ấy nghèo lắm. Chồng bác ấy bị ung thư. Bác nhờ cho bác này đang mau khỏi này. Nhưng mà xin nha. Chữa được bệnh này. Bác gầy lắm, bác ăn mạnh. Lò đang gầy lắm, suốt mấy bao nhiêu cân. Bác chưa lên được phố mẹ cháu đấy. Ayo, xin bác trở lại với channel Bộ Cáo nha. Anh em ạ, thì là ngày hôm qua là mình mới nhận được 80 triệu của một cái bác ở dưới Phượng Hoàng. Thế là mình đã mang trả bác đấy, nhưng mình phát hiện ra một điều bí mật phía sau, đó chính là bác ấy đi vay tiền của ngân hàng để bác ấy chữa bệnh cho chồng bác ấy anh em nhé. Thì là hôm qua mình đã quay một đoạn khá là dài, thì mình đã cho anh em xem là hoàn cảnh của bác như là hoàn cảnh của bác ấy là cực kỳ là khó khăn luôn anh em ạ. Nên là mình muốn giúp đỡ bác đấy, và nhân tiện hôm nay là mình sẽ xuống thăm bác đấy. Rất là may anh em ạ, đáng nghĩa là mình trong đầu mình tính dụng nhà bác ấy giàu thì mình cũng có thể là mình mượn số tiền đấy của bác đấy, nhưng mà nhà bác ấy nghèo quá nên quyết định là mình trả bác ấy luôn anh em nhá. Nhát thì mình sẽ xuống mình sẽ xem có cái món quà gì không, thì mình sẽ biếu bác ấy một món quà, nhưng mà mình nghĩ đây là một món quà tinh thần thôi chứ loại mình cũng không có gì nhiều đâu anh em ạ. Hôm qua là xuống nhà bác ấy tầm 10 giờ đêm. Nhát nữa thì mẹ mình về thì mình sẽ vay mẹ mình tiền thôi, tại vì YouTube giờ nó chưa trả tiền nên là mình sẽ mượn tạm mẹ mình tiền này, xuống thì xem bác như nào. Tóm lại là bác ấy thì là hoàn cảnh rất là khó khăn, chồng bác ấy thì mắc bệnh nặng thì là đi vay tiền ngân hàng để chữa cho bác ấy anh em nhé. Mới chợ về mẹ. Mẹ mình chợ về anh em. Nay bán được nhiều hàng không? Ê lắm, thôi chẳng thể kinh lên được. Yeah. Này Tết thì phải đi mấy văn chuối cho mẹ nhá. Rồi Tết thì con bán nữa. Mẹ ơi, nay cho con vay tạm 200 nghìn đây, con có việc rồi. Việc gì mượn mẹ tiền làm gì? Có việc, nay vay tạm 200. Tiền của mày đâu? Tiền hết rồi, Tết, à quên, mấy nữa gần Tết thì YouTube nó mình trả tiền. Tiêu pha gì mà hết tiền làm vậy? Vay tạm. Vay tạm làm gì chuối, trời ơi, chuối năm nay nó rẻ kinh như được. Mẹ bán gần mấy mà được có mấy trăm bạc cơ này. Nay bán được bao nhiêu tiền? Mày biết ở đây được có mấy trăm này. Mấy trăm? Thế mày lấy tiền đấy làm gì? Không có việc. Hôm qua là con ấy 400 mày này bán cá bữa chậm. Hôm qua con nhặt được 80 triệu mày. Dì, cái gì? Hôm qua nhặt được 80 triệu. 80 triệu đâu? Ở ngoài đường, nhưng con trả bác rồi. Sao lại nhặt được ở đường ai? Người ta đánh rơi 80 triệu cho không, mày nhá. Không, cái bác ấy rơi tiền ở đấy, ở dưới Phượng Hoàng. Bác ấy rơi xong rồi bác ấy à, bác sao mà biết đường mà lại là biết được bác ở dưới Phượng Hoàng? Có mẹ tìm mấy cái địa chỉ ấy, xong rồi nó có cái chứng minh nhân dân của bác ấy trong, thì phát hiện ra bác ấy rơi tiền, nhưng mà chồng bác ấy bị ung thư. Cái gì? Chồng bác ấy ung thư. Bác nào? Bác ở dưới Phượng Hoàng. Bác sao sao lại biết mọi được vào nhà bác ấy? Có cái địa chỉ. Để tiền lòng mà nhặt làm sao được, để nhặt được những 80 triệu, người ta đánh rơi 80 triệu làm sao? Bác ấy làm rơi, bác ấy đi chữa, bác ấy lấy về cho bác ấy rơi. Nói thật đến nơi đùa đấy. Thật. Để nhặt được 80 triệu rồi giờ vay mẹ 200 nghìn. Vay 200 nghìn xong biếu bác hôm qua trả rồi. Mày nói nào ấy, làm sao để tìm được nhà người ta đem mà giá. Có cái chứng minh nhân dân đấy mẹ bằng cầy. Vay chuyện gì mà giờ mới nói lên mẹ? Thì giờ về tối hôm qua về muộn có không báo. Thế làm sao lại vay 200 nghìn làm gì? Vay 200 nghìn biếu bác ấy, không có cái mua cái gì không biếu bác ấy. Nhà bác cũng hoàn cảnh khó khăn. Sao lại đã tìm được tiền đã ấy, cho bác ấy rồi mà còn vay tiền để cho là đây lý do làm sao? Con không có tiền thì con muốn cho bác ấy mẹ rồi. Ý của mày là thế nào? Ý con là bây giờ con cho bác ấy vay tiền, à con cho bác ấy tiền. Con mua cái quà, con không biếu bác ấy tại nhà bác ấy hoàn cảnh khó khăn quá, mẹ hiểu chưa? Ừ. Thế con vay rồi con trả. Khổ thật. Đây là mẹ đi bán được có mấy trăm nghìn đi này. Rồi nào mẹ con đấy. Chưa? Nào đi bán chuối nào nhá. Nào bán cho. Vay tiền nghìn, thế là biếu bác cái gì? Xuống mua quà biếu bác. Thế thôi cái tiền này mẹ cho, thế thì bố gửi cho mẹ gửi lời này mẹ cho biếu bác. Được rồi. Còn tiền của mày thì tiền của mẹ thì thế. Vay mãi rồi nhỉ. Đây mẹ cho để đem đi biếu. Ơi mượn đi nào trả. Nhà bác còn cánh khó khăn lắm mẹ. Thôi được rồi, nếu cứ biết thế là được. Đó, thì là nhát thì sẽ xuống xếp mà biếu bác ấy mua một ít quà thì bác ấy có 80 triệu mà nhà bác ấy nghèo rồi đó. Bác ấy đi tóm lại là nhá, bác ấy cái là bác ấy đi vay ngân hàng 80 triệu, bác ấy chữa bệnh cho cháu bác đấy. Cháu bác ấy yếu lắm. Đúng chưa? Tóm lại con nhặt được tiền bác ấy rồi nhưng con trả bác đấy. Sao giờ gia đình thì bác ấy hoàn cảnh. Hoàn cảnh giờ bác muốn ấy con biếu bác nhưng con không có tiền thì con vay mượn mẹ thế thôi. Mới đi chợ về chắc chưa hiểu anh ạ. Tức là tôi kệ tôi lại là tôi lại là vay mẹ tiền hả? Mày nói chưa rõ ngô rõ khoai mày hiểu không ra đấy? Mấy mẹ không rõ thế đấy nhá. Đây anh em nhá, thì là mình mới đi mua ít quà đây, mới lại thừa 100 nghìn thì nhát nữa mình sẽ xuống biếu bác ấy thôi. Đấy, trời, nhìn trời chưa? Đấy, thì là
Nếu mà ngày hôm nay là tao lấy thì đúng là tao là kẻ tội đồ thật. May là tao trả thế. May mình đi tìm đến tận nhà trả người ta nhỉ. Nhưng mà thấy hoàn cảnh bác đáng thương là bây giờ thì mình nghĩ là bác sẽ đi làm hoặc là bác sẽ đi đâu bác chưa có nhà. Thì nhát nữa thì mình sẽ xuống tận nơi anh em nhá. Đó, mấy quà cũng không tối mạnh, nó là mang giá trị tinh thần là nhiều chứ mà vật chất thì mình không có nhiều đâu anh em ạ. Mình vay mẹ mình thì về đến tối thôi, giờ không biết bác ấy bận. Nhát là tối thì xuống anh em ạ. Mới đi mua xong. Bây giờ mày không nhà tao vay mẹ tiền đấy. Anh em ơi, thì nhân tiện đây mình cũng giới thiệu cho anh em biết là mình có một cậu em trai cũng rất đam mê làm mì YouTube. Thì em nó mới làm được có vài video thôi. Đây kênh của em là HBC Vlog anh em nhé. Đó. Anh em nào yêu quý mình thì yêu quý lốt em nó thì là bấm lên cái kênh ủng hộ cho em nó. Em nó mới làm nên là mình chia sẻ cho anh em biết là kênh này nó rất là vui và bổ ích nữa. Những video của em nó làm rất là vui và bổ ích nữa anh em ạ. Chuyên về chủ đề giải trí này. Mình nghĩ là anh em hãy nhớ là ghé qua kênh của em nó và xem một vài video, xem nếu cảm thấy hay hãy nhớ là bấm lên cái kênh ủng hộ cho em nó. Em nó mới làm nên là hơi bỡ ngỡ, chưa có nhiều người biết đến anh em nhé. Ok, link kênh của em nó thì mình sẽ đặt vào phần mô tả, phần ghi bình luận, các bạn nên kích vào và xem qua và nhớ là bấm lên cái kênh cho em nó anh em nhé. Ba, cháu hôm qua tối qua đến. Ba. Cháu ở. Chào bác. Cháu hậu cho Sơn hôm qua ở. Ôi đỉnh này quá, cháu đi vào chơi nhé. Bác kia. Cháu đến cho hỏi thăm bác không tìm được. Bác này bác nhập viện về bác khám được rồi, may quá. May mà có số tiền với cháu mà. Cho bác xin được cái công bác có không đi khám được hôm nay, may quá rồi. Cháu còn sau cũng cháu hôm qua hả? Đúng hôm qua, tháng qua. Bác chào đỡ nhá. Cháu cẩn thận thế, đã có tiền cho bác xin tiền rồi lại mới đến chơi thăm bác thế này. Bác trong ngày hôm nay bác đi khám về, bác đi khám ở này bác phấn khởi lắm, này bác cũng đỡ tinh thần, đi khám được đỡ hẳn hết rồi ông. Cháu đến chơi thăm bác lại cho bác quà bánh lên này lại cho khỏe. Bác xin tiền, bác xin tiền này mang quà thế nhưng bác đỡ cho bác. Bác đỡ rồi. Bác bán cái này cho cháu lại mà quả bánh cho cháu bác này đang mau khỏi này. Vừa có thể chữa được bệnh này. Vẫn khỏi tinh thần, vẫn chấn đến giờ lại cháu lại cho quả cháu cẩn thận thế. Thế thì cháu đi ra ngoài nước. Cháu ra nước. Bác xin tính nào đỡ bệnh. Tí bác cũng ăn món mạnh. Bây giờ bác vẫn ăn ở trên giờ. Giờ bác cũng ăn, bác cũng dậy đi lại được. Hôm nay bác tinh thần bác khỏe hơn hôm qua, lúc mất tiền là bác mệt. Mềm người ra bố thôi bà ơi. Nó cũng là số phận thế mà không gần thấy mà tôi không đi chữa thì cũng chịu thôi. Nên giờ được tiền thế này là đi khám thế này là bác mừng lắm, phấn khởi, bác sĩ mà cứ yên tâm thôi. Ăn uống vào rồi mình... Mày quá nhau. Thế cháu đi ra đây uống nước, cháu ra đây uống nước cho. Vâng. Đây, cháu ngồi thế này, bác ơi. Hôm qua đây là bác gọi quá, cuống quýt cả lên. Những cháu đến thế là bác mừng quá, không cả pha nước qua chiếc cho những cháu. Thôi cháu, qua là tiện may mà cháu nhặt được đấy. Bác không cần phải cho nước nữa. Thôi bác cho nước, những cháu uống nước, hôm nay bác bình tĩnh rồi. Hôm nay là bọn cháu đến thì cũng không có gì nhiều, có ít bánh đi. Những cháu cẩn thận thế, đến chơi với bác là quý lắm rồi, sao mà cẩn thận thế những con. Đã cho bác xin số tiền đấy là bác vui lắm, mừng lắm. Vì bác trai đã chữa được, đi khám được bệnh này, phát hiện ra bệnh này, tư tưởng tâm lý hôm nay bác thoải mái. Hôm qua hôm kia bác buồn, bác làm mất tiền, bác lo, bác ngủ. Bác nhưng có bảo là bố thôi bà ơi, mất tiền của thay người chắc là tôi cũng chắc là cũng đến ngày tặng nơi sao đấy thì mất tiền, nhưng mà giờ thế này là bác vẫn còn phúc rồi biết chưa. Thế là may quá, bố thấy cái phúc thì mình còn lớn bà, may mà lần được số tiền những cháu cho xin này, tôi đi khám về lây tinh thần thoải mái khỏe. Bác lại có khỏe hơn, bác khỏe hơn hôm qua hôm kia. Bác trai có ăn uống không bác? Bác ăn uống thì bác cũng ăn nhẹ thôi. Bữa ăn được thì bữa ăn ít, bữa ăn nhiều, bữa lưng, bữa vực thôi chứ. Thôi, bác không muốn dẫn nước. Bọn cháu đến chơi rồi bác. Thôi để bác pha nước, những cháu mấy khi những cháu đến, nay bác bình tĩnh rồi. Bọn cháu đang nghe thì đến một ngày, nhưng mà cháu sợ bác đi làm không có nhà. Nhưng mà bác đi làm, bác không có nhà. Bây giờ bọn cháu đi tối tối rồi. Đúng rồi, thế bác vừa về, bác vừa mới cơm xong. Hôm qua xuống muộn quá, hôm nay xuống sớm. Hôm qua bác thế là bác cũng... uống quýt cả lên về cũng thương bố chết rồi, thế là cũng chẳng kịp pha nước cho những cháu, những chết gì hết. Thế hôm sáng hôm nay thì đi viện khám được, tiền đi khám là bác tâm lý khi đi là phấn khởi, mừng. Có số tiền để đi khám được bệnh là mừng phấn khởi lắm, về đây ăn được thêm tí cơm.
Thế hôm nay tôi tư tưởng thoải mái bà. Thế chứ tôi không như hôm qua tôi cũng lo, tôi chỉ động viên bà chứ tôi cũng lo lắm. Không có tiền đi khám thì giờ làm sao thì giờ chịu vậy thôi. Thế bác cũng động viên. Bác ngồi. Thế cháu đi vào bác nghiêm đi. Bác sắp nước trong nước. Đây bác, cho mua đi, bác bánh gì đấy thì bác uống luôn. Ăn uống luôn. Bác gầy lắm, bác ăn mạnh. Lò đang gầy lắm, sút mấy bao nhiêu cân. Chút béo mà giờ còn gầy hôm em đi. Chứ bác làm gì hả? Trước bác thì cũng chỉ ở nhà thôi, đi xây chiếc thôi. Bác ở nhà, đi xây một chiếc thôi chứ giờ ca tuổi rồi. Bác, sao bác ngồi dậy uống sữa? Bác ngồi dậy uống sữa cho nó khỏe. Bác gầy thế? Sao thế rồi? Bác ăn được cơm rồi. Bác chưa lên được bố mẹ cháu đấy. Bác cứ chăm. Bác uống đi bác. Đây là bác uống rồi. Bác uống này nhanh khỏe. Cháu nhặt được tiền cho bác xin mà đường sữa mang đến. Thế thì cháu cứ để bác uống không nhé. Này mau khỏe. Thế có gì tí bác nghỉ sớm này. Bác cháu ngồi uống nước. Thế chính cháu ra đây ngồi uống nước không? Ngoài ngồi uống nước. Mày hôm nay bác khỏe hôm qua. Bác khỏe hôm qua nhiều qua dậy cứ làm đẹp dí. Cứ đây cháu ơi. Ai mất tiền trả cháy. Ai mất tiền trả suất. Lo lắng mà cháu cứ động viên bác đi. Lo lắng. Lo không tôi không có tiền đi chữa thì cũng thôi thì đành chịu vậy chứ giờ vay đâu được thì chịu đành chịu vậy thôi. Là động viên bác là cứ uống bà không phải lo. Hứa đi thành người chứ đi lần được tiền từ hôm qua phấn khởi dậy ăn bát cơm, chan riêu, cá. Bây giờ mất một số tiền ngon. Mất một số tiền nhỏ là mình đã tiếc rồi nhưng mà đây số tiền rất là lớn. May mà cháu nhặt được thì có gì. Bác bảo thế này này, may mà cháu nhặt được bác lại có cái chứng minh để đấy. Thì cháu mới tìm bác Vinh qua bảo thế, bố may mà bà đi bà lại cầm chứng minh đi chứ thì cháu biết tên tuổi biết xã phường nó cho chứ. Giá mà đọc túi tiền không thì nó cũng chẳng biết đâu mà nó cho đưa cho ai. Thì đúng là mình mất không tìm thấy rồi. Đây giờ là mình cũng còn rất chi là may, còn cái phúc của mình còn cái phúc đấy. Chứ không là mất là không tìm thấy mà bệnh này chịu chết chị khoanh tay bó chị có thôi vay 80 triệu giờ cháu tính vay đâu. Vay đâu ai ta cho vay nhiều thế. Thế chỉ vay ngân hàng mới vay được thế giá dần chứ còn cái kia giá làm sao được. Thế mình đang ốm đau thì đâu có làm được ra tiền mà giá ngay đúng không? Hôm nay là đưa bác trai lên trên viện thôi bác. Này bác đưa lên trên viện thì khám các bác sĩ cũng thôi cứ về ăn uống vào. Cứ cho bác cái ăn uống khỏe, bác cứ thèm gì cứ cho bác cái ăn. Thì bảo thế thì về bác động viên bố cứ thèm gì bác mua cho. Thích ăn gì thì ăn. Trong một đình người ta đến chơi đi này. Đến chơi cho quả còn bao nhiêu trong túi trong hộp trong gì này. Cất vào trong đế vào trong đấy cho nó chặt bà con đến chơi đông lắm. Thế cứ lo lắng cứ hỏi bố thế xem này ông đi hay là bác đi xem là về như thế nào tình hình như thế nào. Thế dì Lan nãy cũng về cũng xuống đây cũng bố thấy em xuống em thăm anh xem tình hình như thế nào. Thế thì anh cố gắng ngưng ăn vào cho nó khỏe, cứ thì ăn vào thì mới khỏe được, không ăn thì không khỏe được. Cứ động viên bác viên thế vậy. Thế bác cũng cứ còn người là còn của mà chứ mà người mất là của cũng hết thì cứ ăn vào rồi nó khỏe chứ cũng không phải lo lắng gì cả. Nhà bác có ai đến không? Tí Lan ơi. Vâng. Tí Lan về chơi hả? Vâng. Về thăm anh hả? Mới về thấy bố anh ấy thì em ra về quà. Như mẹ người đến em đến chơi anh đã rồi anh ra đây là hai cháu này bác có hai đây là hai cháu này hôm qua là chị đi ra ngân hàng vay tiền 80 triệu hôm nay để cho anh Minh đi khám thế là cháu này nó mới nhặt được thì nó chị mới may mà lại mang cái ảnh chứng minh để cái túi tiền đấy cái nhặt được xong rồi ban tầm trưa thì nó mới xuống thì chị không có nhà đi làm. Thế đến tối mịt nó lại xuống thôi, cũng là hôm ban trưa cháu xuống nhưng cháu không có nhà về cháu nhặt được tiền của bác không phải thì chứng minh của bác hay không. Thế chị cũng rủ cháu ơi đúng là bác làm rơi, bác chỉ có lĩnh đi từ ngân hàng mà về đến đây thôi mà bác làm rơi mất tiền. Thế sao cháu nhặt được, cũng là cháu nhặt được vì sao mà cháu biết bác là vì là bác có ảnh chứng minh đây, có phải chứng minh của bác tên bác không. Ảnh của bác không, bố đúng rồi, cũng rủ cháu ơi thế thì bác cảm ơn cháu nhé, cháu cho bác xin thế thì may quá rồi cái số tiền này là bác vay ngân hàng mai cho bác Minh đi khám.
thế ngồi đây nước đi, thế là cháu nhặt được, thế là cháu nó mang lên chơi, nó cho, thế là may quá bác Vinh cứu hôm qua này anh khỏe hẳn lần được tiền để đi khám bệnh vô tư khỏe hẳn lên. May mà lại rơi tiền, lại có hai cái cháu này lấy được. Không, mẹ cháu nhặt được quá. Nhặt được rồi là có cái ảnh chứng minh của chị để số tiền này, thế nó mới hỏi lần lên địa chỉ hôm qua lần đến tầm trưa. Thì là chị không có nhà, thế tối rồi lần đến nó hỏi xóm láng để xem có phải nhà bác vại có cái thì số tiền làm rơi thì là như thế này, thế này, thế trẻ con nó mới chó đến nhà, thế rồi thì nhà bác khóa cổng không nhà, hôm qua chị làm đến tối. Thế là cháu nó đến cũng tầm sớm hơn tí nữa, thế là nó đến thì nó mới hú thế bác ơi cháu, bác làm rơi tiền thì cháu nhặt được cháu mang cho bác xin. Thế chị mới kể đầu vui là số tiền là vay đấy đi khám cho bác như thế. Thế những cháu cho xin lại, những cháu lại xuống chơi quà, biếu quà lại cho đường sữa cho bác Nhưng. Bố đã cho bác xin tiền thế là tốt lắm rồi, cháu lại cẩn thận thế mà cũng là xin số điện thoại của cháu rồi là lên nói chuyện với bố mẹ cháu, cảm ơn bố mẹ cháu, cảm ơn những cháu đã giúp bác những lúc này thì tốt quá. Thế mà cháu lại mang xuống mà chưa lên được nói chuyện với bố mẹ thì cháu nhà không có việc thì những cháu ấy như thế là may lắm, mà cũng là hơi cái quý lắm mà lại may mà lại rơi mà gặp được những cháu ấy. May quá, cháu cho đúng là thế thì cũng phải cả gia đình là thông cả là cảm ơn những cháu nhé. Mà những cháu lại có tấm lòng như thế, đúng là tấm lòng nhân ái, đang nút nhà lại có những cái ấy như thế này mà lại cần thấy tiền mà lại được những cháu ấy như thế này là đúng là nhà cảm ơn những cháu. Không có gì đâu bác, cháu nhặt được mấy lần quá. Đúng là gặp được những cháu thật thà, chứ nếu gặp được những người khác là người ta cũng không có ấy như thế này, mà mình lại đang lúc phải cần tiền đi như thế này, máy nó cứ quá. Bây thì cũng muộn rồi, thế cho bác trai nghỉ sớm đi, còn bọn cháu xin phép bọn cháu về. Không muộn. Thế những cháu về nhá. Bác chưa lên được những cháu ấy. Bạn chưa lên những cháu thì nghỉ. Bạn thì thôi bạn. Bác cảm ơn những cháu mày quá, để ơn những cháu chào đấy. Bác. Bác ngủ sớm nhá, cháu về đấy. Nhau về nhá. Vâng. Thế bác ở nhà nghỉ ngơi thôi. Này là tỉnh táo ở đây. Này là tỉnh táo ở đây. Này tỉnh hôm qua. Này tinh thần phấn chấn tìm đi tiền em đi khám được với các bác sĩ báo đây là khỏe lên từ trưa, khỏe nay ăn được hơn bát cơm riêu cá, bát cơm riêu cá. Mình cháu về nhá. Cháu về bạn. Cháu về nhá. Bác thì hôm nay thì không có gì nhiều, cháu có ít tủ bánh, ít sữa cho biếu bác trai. Bác xin bác cảm ơn những cháu nhé, bác cảm ơn những cháu. Nó mang tính chất tinh thần nhiều hơn. Ừ. Thì bác cảm ơn những cháu này, chúc chúng cháu gọi là làm ăn gọi là mọi sự ý, những điều ước mơ để trở thành sự thực. Và khi nào mà có bạn gái hay có lấy vợ đi chứ thì bác tin cho bác biết nhá. Thì bác lên chơi nhá. Bác trai cũng khỏe, bọn cháu cũng vui. Nay cũng không có gì nhớ, giúp được bác trai phần nào giúp bác ấy. Bác cảm ơn chứ. Thế những cháu về nhá. Vâng, bác nhà cháu về. Thế những cháu về nhá. Đi hoa quá rồi. Cháu bác. Bác cứ vào nhà ấy, cháu về. Làm việc tốt rất là vui nha bạn. Cũng giới thiệu cho anh em một cái app tên là Limbark. Anh em nào chưa có người yêu, anh em lên đây tải cái app này về. Anh em có thể kết bạn và làm quen với rất nhiều bạn bè ở trên đây. App này anh em này. Đó, anh em này lên đây, kết bạn và làm quen. Mình tại rất có rất nhiều bạn rồi. Cho anh em xem này. Rất nhiều gái xinh luôn. Anh em nào mà chưa có người yêu ấy, tải cái app Limbark này anh em nhá. Lên đây là tán gái thôi anh em ạ. Nhớ tải cái app này về anh em nhá. Limbark. Link tải thì mình sẽ đặt phần mô tả và phần ghi bình luận. Các bạn cần click vào tải về và tán gái và kết bạn giao lưu làm quen với anh em ạ.